Để thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất vừa chống dịch, hầu hết các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đều triển khai phương án 3 tại chỗ và một cung đường 2 địa điểm. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là số ca mắc tăng nhanh, trong đó đa số là công nhân lao động, các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp giảm thiểu lây lan dịch bệnh, huy động tối đa nguồn lực cho 3 tại chỗ. Hai phương án đều được các địa phương đưa ra và hướng dẫn doanh nghiệp là 3 tại chỗ, ăn, ở, sản xuất tại nhà máy, một cung đường 2 địa điểm. Hai địa điểm là nơi ở, khách sạn, ký túc xá và nhà máy, công nhân có xe đưa rước. Nếu doanh nghiệp không thực hiện một trong hai phương án trên thì yêu cầu dừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi nhận được thông báo, các doanh nghiệp đã gấp rút sắp xếp lại các khu vực trong nhà máy, tạo chỗ ăn, ở, hợp vệ sinh cho người lao động. Ưu tiên phòng chống dịch cần linh hoạt tháo gỡ vướng mắc. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tại các địa phương phía Nam đã chủ động lên phương án bố trí 3 tại chỗ để thực hiện mục tiêu kép, nhất là các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu. Nhưng để đảm bảo an toàn sản xuất trong tình hình hiện nay là điều thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Trong đó, một vấn đề lớn là phải đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất không bị gián đoạn trong thời điểm các địa phương đều thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG. Cùng với đó, khi các doanh nghiệp đã về đích 3 tại chỗ ở giai đoạn đầu nhưng muốn duy trì tốt, cần được các địa phương tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cụ thể như sau. Theo kiến nghị của các doanh nghiệp, nên giảm biên độ xét nghiệm định kỳ cho người lao động, bởi khi vào làm việc theo 3 tại chỗ, người lao động đã được xét nghiệm đảm bảo âm tính và doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, giám sát phòng chống dịch của lực lượng này. Hoặc các ban quản lý khu công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ đối với người lao động của doanh nghiệp đang thực hiện 3 tại chỗ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mong muốn quy định về việc thực hiện một cung đường 2 điểm đến cần có sự linh hoạt và ưu tiên cho một số ngành nghề đặc thù và quan trọng các ngành liên quan việc cung ứng nguồn vật liệu tư cho các công trình trọng điểm quốc gia nên không áp dụng quá cứng nhắc. Ngoài ra, các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ đang gặp khó trong nguồn cung ứng thực phẩm hàng ngày cho người lao động, nhất là với những đơn vị có số lượng lớn. Doanh nghiệp kiến nghị có thể xem xét đề nghị các hệ thống phân phối ưu tiên cung ứng nguồn thực phẩm ổn định cho những doanh nghiệp 3 tại chỗ. Hy vọng cùng với sự chung tay của mỗi người dân và mỗi doanh nghiệp và sự phối hợp linh hoạt của các địa phương cùng với việc tổ chức công tác xét nghiệm khoa học thuận tiện hơn, dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi.